Kính thưa quý vị, năm hàng hốt bạc nhờ kinh doanh dịch vụ nhân dịp Thế vận hội Sochi, tin từ năm hàng. Thế vận hội mùa đông Sochi hiện đang trở thành một cơ hội tuyệt vời để phát triển các loại hình kinh doanh dịch vụ, không chỉ đối với thành phố chủ nhà mà còn cả cho đất nước Nam Hàn, một quốc gia đang dần ưa chuộng những môn thể thao mùa đông. Tại Nam Hàn, một chuỗi nhà hàng gà nướng BBQ hiện đang rất được yêu thích với những món ăn theo phong cách Olympics, bao gồm cả những món ăn vặt nổi tiếng như gà popcorn và thịt heo chua ngọt. Đến với những nhà hàng như trên, thực khách có thể thưởng thức tới 3 loại thực đơn kết hợp khác nhau, đại diện cho 3 màu sắc của 3 loại huy chương vàng, bạc và đồng, và thoải mái theo dõi Thế vận hội bằng TV trong nhà hàng. Đi kèm với thực đơn mới lạ, chủ nhà hàng nói trên còn giảm giá đồ ăn lên tới 2.000 won cho mỗi một huy chương vàng mà Nam Hàn giành được trong ngày. Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch vụ cúm gà đang hoành hành trong khu vực, tuy nhiên, những nhà hàng nói trên vẫn có thể kiếm lời từ doanh số bán hàng tăng đột biến trong dịp Thế vận hội. Theo Kim Dong-su, là quản lý của một nhà hàng BBQ ở trung tâm thủ đô Seoul cho biết, nhà hàng của ông đã thu về hơn 5 triệu won chỉ riêng trong ngày 11 tháng 2, thời điểm mà Nam Hàn giành được huy chương vàng đầu tiên trong bộ môn trượt tuyết 500m nữ. Cùng với các cửa hàng ăn, những cửa hàng tạp hóa và các hãng sản xuất TV cũng đang tìm cách ăn theo sức nóng của Olympic. Theo thống kê cho thấy, thì doanh số bán các loại bia nhập khẩu và các mặt hàng TV công nghệ cao đã tăng lên ít nhất là 30% trong thời gian diễn ra Thế vận hội Sochi. Trong khi đó, thì một cửa hàng bách hóa tổng hợp ở Seoul đã nảy ra ý tưởng kinh doanh mới nhân dịp Thế vận hội. Cửa hàng này đã xây dựng cả một trung tâm trải nghiệm thể thao mùa đông, nơi mà khách hàng của họ có thể chơi thử những bộ môn như hockey băng và trượt tuyết. Để khuyến khích mọi người tham gia trải nghiệm, trung tâm còn tặng cho họ những món quà hấp dẫn như huy chương chocolate và vé xem phim. Thế vận hội Sochi hiện đang khiến cho người Nam Hàn quan tâm nhiều hơn tới các môn thể thao mùa đông, đặc biệt là các bộ môn trượt tuyết. Theo thống kê cho thấy, thì lượng khách du lịch đến với các khu trượt tuyết đã tăng thêm 16% trong năm nay, mặc dù tháng 2 thường là khoảng thời gian ế ẩm nhất trong năm. Theo ông Park Hyung-chul, giám đốc của Sở Du lịch Thể thao của Seoul cho biết, chính quyền thành phố hiện đang có kế hoạch mở rộng các hoạt động thể thao mùa đông, mặc dù Thế vận hội Sochi hiện đang chuẩn bị bế mạc vào ngày 23 tháng 2 này.